Đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A hướng tỉnh Sóc Trăng đi Bạc Liêu, một chiếc ô tô bất ngờ bị mất lái đã lao qua một cây xăng tông vào một nhà dân gian đường. Vụ việc đã làm cho nhiều người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 6 tháng 9, một chiếc ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 51G19714 do một nam thanh niên điều khiển chưa xác định được danh tính tài xế, đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 theo hướng tỉnh Sóc Trăng đi tỉnh Bạc Liêu khi đến địa phận ấp Sẹo Chích, cách cầu Cái Dày thị trấn Châu Hưng của Vĩnh Lợi khoảng 200m thì mất lái, lao rất nhanh vào lề đường, tông gãy biển hiệu cây xăng rồi tiếp tục leo lên dĩa hè tông vào tiệm sửa chữa cơ khí nằm kế bên cây xăng thì dừng lại. Sau cú tông mạnh, ô tô bị hư hỏng nặng, một bảng hiệu của cây xăng bị gãy đổ, nhiều đồ đạc phía ngoài cửa hàng cũng bị hư hỏng. Theo người dân cho biết, trên xe có 5 người, tài xế và những người ngồi ghế phía trước mắc kẹt được người dân cậy cửa đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu trong tình trạng chấn thương nặng. Vụ việc đã làm nhiều người dân hốt hoảng, nhận được tin báo cảnh sát giao thông công an quận dĩnh lợi đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn